Ra chơi hả? Dạ. Ăn gì chưa? Dạ chưa. Ăn cơm. Rồi ăn cơm. Ăn đi con. Dạ đó, cứ em là em cứ dạ 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 là biểu sao làm vậy rồi. Sao ăn ít vậy? Ăn nữa đi, ăn nữa. Ốm quá ăn nhiều đi con, rồi ăn nhiều. Thì em cứ dạ thôi, biểu sao làm vậy? Con làm gì? Em đang học, con có đi diễn bên ngoài. Thu nhập nhiều. Dạ dạ con diễn hài thì tháng khoảng 3 triệu. 3 triệu à? Ba má làm gì? Dạ ba má bán đồ tiếu. Ông già quán cũng lớn lắm. Tại vì con mà có gia đình là về con quản lý quá. Ngọc Tưởng xin chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Tưởng năm nay 43 tuổi. Tưởng là vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, có đi dạy diễn xuất. Cơ duyên nào mà em Tưởng với em Thu gặp nhau nè? Khi em vào trường sân khấu á, em nhìn em đã ấn tượng với cái người này rồi. Đi ở trong cái sân trường với một cái vẻ rất là thư sinh, ốm nhưng mà đẹp, lịch sự. Bận áo lúc nào cũng kín cổ nè, xong rồi cài ở đây. Em đã thấy dễ sớm. Thương lắm. Dạ. Nhưng mà không ngờ là tới cái lúc mà mình thi đậu rồi, mình vào lớp thầy Công Ninh á, lớp có khoảng 12 bạn, thì trong đó có bạn này. Tới một cái khoảng năm 2, hôm đó học hình thể, cái lúc đó cái chân em bị đau. Cái tội là đi diễn chung bạn hối, bạn chạy xe em chạy xe, bạn hối quá em chạy cái em đụng xe rồi ta, cái em bị té rồi em bị nứt xương chân. Sau đó thì bạn phải có trách nhiệm là bạn chở em đi học. Khoảng 1-2 tháng đi chung á thì chắc là bạn cũng có tình cảm, lúc đó em cũng chưa. Rồi cái tự nhiên cái bạn lén ở trên sân khấu, mọi người không có để ý, thì bạn lại bắn hung em cái. Rồi bây giờ là dừng ở chỗ này nè. Như vậy có nghĩa là khi mà Thu gặp Tưởng ở trong lớp á, là cái ấn tượng của Thu á chỉ là một chàng thư sinh, dễ thương này kia nọ. Rồi bây giờ tới bạn Tưởng, khi mà bạn gặp bạn Thu ở trong lớp á, cái cảm xúc bạn như thế nào? Dạ bạn này khó lắm. Dạ bạn này khó lắm. Hớt tóc ngắn, nghiêm khắc lắm. Diễn mà kịch mà nắm tay cũng khó chịu nữa. Rồi thì em diễn kịch mà nắm tay mà đâu có gì đâu mà khó chịu. Rồi em mà nắm mà chặt chặt quá thì ngắt em nghiêm. Rồi bữa là hình thể là 20-30 người đứng trên sân khấu á, diễn như em thì đứng ở dưới, bạn đứng hàng ở trên em chút. Lúc mà thầy xây ra thì phạm thì em chạy lén khung cho bỏ ghét. Là em cái hung đó là cái hung trả thù cho biết lễ độ. Dạ. Chứ chưa phải là cái hung tình yêu đúng không? Dạ. Lúc đó có cái chổi hay cái gì không? Cái chổi cái gì trên sân khấu em cầm em phan. Em rất là bực bội. Từ nhỏ lớn là chưa có ai cầm tay cũng ai hung mình hết á. Thì em lén ra phải sao mà không có chóc cái bạn nhìn á. Cái bạn xây vào người dưới thì em chạy. Rồi sau khi hung xong rồi lúc đó bắt đầu mới thấy dạ tự nhiên là phê, đúng không? Có tự nhiên thấy có cảm xúc kỳ lạ lắm. Sao hình như em nhớ có một buổi nữa là ở cái lớp về diễn xuất hả, thì hai đứa ngồi ở dưới hàng ghế khán giả, thì bạn mon men bạn lại bạn nói mình yêu nhau đi là sự lần thứ hai em hỏi sao bạn lại nói như vậy. Rồi sau đó rồi từ lúc nào rồi cũng có tình cảm cũng không để ý nữa. Lúc đó là em chưa có người yêu lần nào hết á, tự nhiên cái gì nó lạ nó cứ len lỏi em không biết nói như thế nào. Cái em nghĩ nó là tình yêu, cứ nói yêu nhau đi rồi chắc là sẽ là tình yêu đó. Bạn này mà im là có nghĩa là bạn sẽ đồng ý á. Lúc đó là bạn đó sẽ nhắc em, tự nghĩ là tự khắc là biết là có cảm tình đúng không? Lúc đó là phải để ý nhau nhiều hơn. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới công khai cái tình cảm? Anh nhớ là không có công khai, mà thực ra trên đường chở đi vòng vòng Sài Gòn các bạn bị bắt gặp. Cứ tả vậy nè, giống như là cứ em nắm tay Thu để lên đây cái Thu gục lại, cái không biết sao mà bạn sao bạn thấy được đó, bạn tả từng mắt cậu chết luôn mà tả đi chen không biết bạn gì giỏi vậy nè. Thôi cũng có nói, tại vì thực ra là tụi em nó tính qua quen được hơn 6 tháng rồi đó. Rồi sau khi mà hai đứa phát triển cái tình cảm sâu đậm hơn, xa hơn, thì phản ứng của gia đình như thế nào? Bạn bè ra làm sao? Rồi thầy cô có tác hợp cho không? Thu có em trai vô đại học. Em trai mấy bố mẹ là chị vô đây chị đi học, chị có bồ. Bố mẹ Thu không cho Thu vô học nữa. Nhớ cái cảnh đó, mỗi lần mà hè hay Tết á, là hồi đó có điện thoại thôi. Em với Tưởng hay trao đổi với nhau qua điện thoại. Thì có lần em nghe, ủa sao cái điện thoại mình nó có tiếng ho của bố hay tiếng nói chuyện của người nhà. Mình nó chết rồi, vậy là mình bị nghe lén. Điện thoại thông nhau đó. Dạ. Mình cảm giác là mình bị mất cái riêng tư á. Nên nó tổn thương mình, nó cũng lo lắng nữa. Cái lúc mà ba mẹ bắt về rồi không về rồi làm sao, chuyện gì xảy ra? Có nghĩa là về á, xong rồi là không cho vô học. Thì em nghe Thu kể là Thu ở ga Diêu Trì. Em hồi đó giờ em chỉ ra tới Vũng Tàu là xa nhất thôi. Còn em hồi đó là đâu đi xa đâu. Cái thôi cứ bấm bụng cứ ra bến ga Hòa Hưng mua vé đi ga Diêu Trì. Cái ngồi chung buồn với một bác nữa. Con đi đâu?
Dạ con đi thăm bạn gái con, bạn gái con ở đâu? Dạ con không biết. Rồi bác tới là bạn gái con coi khúc nào? Dạ nói xuống ga rồi tới ngã ba Phú Tài là nhà ngay đó. Rồi thì nói vậy con biết đường ra ngã ba Phú Tài không? Dạ con không biết. Cái bác cho quá gian ra thì tới ngã ba Phú Tài, bác nói là tới đây nè con. Vì nhà bạn gái con ở đâu? Dạ con không biết. Tại lúc đó chỉ có phone liên thôi chứ không có điện thoại gì đâu. Thì bắt đầu bác thả chứ không phải bác thả hôm nay. Thì em ngồi đó thì em không biết làm sao. Điện thoại thì không có điện được. Em gọi cho một người bạn của vợ em, cách chỗ đó là 11 cây. Đó nói là bạn ơi, mình tới chỗ ngay ngã ba Phú Tài nhưng mà mình không biết nhà bạn Thu ở đâu hết rồi. Các bạn mới chạy ngược 11 cây ra rước em về nhà bạn đó, xong bạn đó mới liên lạc bạn Thu. Rồi bạn Thu mới nói chết rồi bố mẹ ơi, giờ bạn con ra đây rồi sao đó. Bố mẹ nó lên thì kêu nó về đây bố biểu. Nếu mà từ ga về nhà em thì nó gần khoảng mấy km thôi. Nhưng mà bạn lại đi đường vòng, tại vì bạn biết em đang sợ. Bạn không có muốn là thông báo cho em trước hay gì đó thì thông báo cho bạn kia chở thẳng vô thành phố. Nhà em ở vùng ven thì ở dưới mới gọi lên nói là bạn tưởng đang ở nhà bạn Tín đây, xong rồi cái mới nói chết rồi. Rồi bây giờ em cũng chạy vòng vòng nhà, từ lúc đó mới có 20 tuổi là mình cũng bối rối, mình đâu có được báo trước đâu, cứ chạy một vòng vòng một hồi thì thấy mất thời gian quá, bây giờ không giải quyết được gì thôi nói cho em gái, mà em gái nó là nhỏ hơn đâu giải quyết được. Hai chị em một hồi cái bàn nhau thì xong, rốt cuộc cũng phải nói cho bố mẹ biết. Xong cái bố mẹ cũng đồng ý kêu bạn về, để em lấy cái xe máy em để chạy xuống Quy Nhơn để em chở bạn lên. Là hôm đó sau khi nói chuyện với bố rồi á, lúc đó là xong lại chở ngược Tưởng về 11 cây số kia, hay là Tưởng có được tá túc lại nhà em không? Có, hôm đó có được ngủ lại thì bố mẹ canh. Sáng hôm sau thì cũng dẫn bạn đi chơi, xong rồi bạn mới đi mua vé rồi cho bạn đi về. Lúc đó là sợ lắm, phải muốn càng né phụ huynh càng sớm, tại vì thực ra bố mẹ Thu nhìn thôi ít nói lắm. Nhớ là ra chơi hả? Dạ. Ăn gì chưa? Dạ chưa. Ăn cơm. Rồi ăn cơm. Ăn đi con. Dạ đó, cứ em là em cứ dạ để biểu sao làm vậy. Rồi sao ăn ít vậy, ăn nữa đi, ăn nữa ốm quá ăn nhiều đi con, rồi ăn nhiều thì em cứ dạ thôi, biểu sao làm vậy. Con làm gì? Em đang học. Con có đi diễn bên ngoài thu nhập nhiều. Dạ con diễn hài thì tháng khoảng 3 triệu. Ba má làm gì? Dạ ba má bán hủ tiếu. Ông dạ quán cũng lớn lắm, tại vì con mà có gia đình là về con quản lý quán. Mình ít nói nhưng mà cái thông tin phải để cho phụ huynh an tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Tính tưởng nữa. Hồi đó là sinh viên mà có đi diễn mà lương tháng 3 triệu tấu hài là cũng giỏi. Rồi với lại nhà có quán nữa, có điều kiện. Rồi khi em đi về, thì em có nói chuyện với ba má em mà nói là em cũng có thích bằng đó xa xôi gì đó. Cái ngày mà lần đầu tiên gặp thì bố mẹ Thu cũng không có nói gì nữa. Cái chuyện này là cái chuyện lớn, có gì phải để phụ huynh. Sau đó thì em có nói ba má. Thì ba có đi ra. Lúc đó tốt nghiệp chưa? Cũng gần tốt nghiệp rồi. Vậy là hai bạn này là thanh mai trúc mã, là từ hồi đó coi như là đứa nào cũng là của nhau đầu tiên á. Đúng không? Duy nhất luôn á, đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa quen nhau bao lâu rồi ta? Dạ tính tới ngày 10 tháng 9 là 22 năm ngày cưới. 22 năm rồi. Đúng rồi. Vậy thì sau đám cưới có những cái khó khăn gì không? Cưới về thì ban ngày bạn này đi học, ban đêm thì em đi diễn. 6 năm sau á tụi em mới có bé đầu tiên. Khi mà có em bé đầu tiên thì em lại đi suốt. Để bạn này một mình thì bạn này cũng tuổi, và thực ra em cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm. Là kiểu như mình cứ nghĩ là mình đi làm kiếm tiền, mình không có gì bậy bạ hết, thì vợ ở nhà cứ lo con cái thôi. Thì đó là giống như làm cho có những cái khó khăn. Và đỉnh điểm vậy không biết là tự nhiên là căng thẳng lớn tiếng với em đó, chắc trở giai đoạn đó rất là nhiều. Thiếu điều muốn đổ vỡ luôn đó, đúng không? Cái chung là buồn. Tại vì ba mẹ thì xa, có khi cả 2 năm mới được về. Con nhỏ mà đâu có dễ mà đi. Rồi ở bên cạnh cũng em cũng ít bạn bè nữa. Những cái lúc mà mình cần chồng mình, nhất là những cái lúc tối, lúc khuya, lúc con bệnh. Những lúc đó Tưởng là không ở bên cạnh, Tưởng đi làm mà. Em đẻ đứa đầu thì em thấy cực quá. Tại vì mình lần đầu làm mẹ, nó bối rối dữ lắm. Nên lúc nào mà cũng sẵn cái điện thoại để gọi tư vấn bác sĩ. Một tháng mà trả tiền triệu để tư vấn bác sĩ cứ gọi 1080 rồi đó. Dạ, là không biết bám vào đâu hết, là chỉ có tư vấn qua điện thoại thôi. Cái vụ mà em gọi ra tư vấn bác sĩ á, Tưởng biết không? Dạ em không có biết. Nghĩ lại thì mình đúng là mình cũng tệ thiệt, con người làm quá vô tư. Nhưng mà ví dụ như là tại vì tâm lý trong mình biết, có nghĩa là nhiều khi có những lúc mình cô đơn quá ở nhà một mình ơn mình. Mình cũng thừa hiểu là cái công việc của chồng mình á, và công việc của mình luôn, tức là trong nghệ thuật mà
phim ảnh mà đã hồi đó tưởng là đóng hay đóng kép nè. Dạ. Đóng kép có tình yêu, tự nhiên Thu nghĩ tới cái việc mà trời ơi, tự nhiên mình cảm thấy là không phải là mình sợ mất chồng mình hay là không phải là mình ghen, nhưng mà tự nhiên mình cảm giác là ôi sao cái thời gian của chồng mình cứ dành cho người khác không à. Thanh xuân của ảnh, những cái lúc mà ảnh đẹp nhất, lúc mà ảnh sung sức nhất thì ai đâu á thấy chứ mình cũng thấy luôn, đúng không? Rồi có khi nào mình nghĩ là ủa tại sao mình không được quyền say nắng một ai khác chứ không phải là chồng mình? Có bao giờ em có cái suy nghĩ đó? Dạ thì không hẳn là em ở nhà đâu, thì cái năm đầu tiên mà về làm dâu ba má, làm vợ Tưởng thì em còn có khoảng nửa năm em đi học, thì ba má chồng em nuôi em. Rồi học xong rồi em vô Đài Tiếng Nói Nhân thành phố Hồ Chí Minh em làm, và em làm được tròn 10 năm. Thì trong khoảng thời gian đó là em cũng được sống với cái thanh xuân của mình. Dạ. Và mình được chú ý và mình được ưu ái. Và em cảm thấy đó là cái điều nó cũng là may mắn cho mình rồi. Và mình cũng không có cảm thấy là bị thiệt thòi. Nhưng mà sau đó em quyết định dừng lại, là tại vì ba thì đi suốt, mẹ thì làm thời sự, mẹ cũng phải đi đêm, con mình gửi suốt ở nhà người ta, có những hôm là bé phải ngủ ở nhà người ta luôn. Em quyết định là em rẽ qua một hướng khác. À.